Ăn miếng à? Anh dẫn thêm lời lòi nhỏ nhỏ đi, anh đi bưng xong nước vô trụng thịt cái lò nhỏ nó luộc hộp thịt. Cái lò củi á. Thịt luộc nước sôi chưa? Nước sôi chưa anh bưng vô anh bỏ thịt vô muỗng nè. Anh có cái bỏ chưa? Ở trước nó sẽ cái muỗng. Cái một cửa chỗ hàng rào á. Cái hành. Ủa cái muỗng ngán cứu hả? Cứu nó bỏ vô nè, cái này nè, chưa bỏ. Còn hay cứu chi vậy trời? Mình đó. Để vô vậy là xong đó hả? Út. Xong rồi. Xong nha, dân cho bạn nó chửi gầm gầm luôn á. Nói gì vậy? Con món này là món gì vậy? Trời, nhà mình nấu ngon. Để xương ra hết luôn. Lấy xương ra hết rồi bỏ vô luôn. Chứ quay mà ăn. Ừ, thợ chỉ quay và ăn thôi nè. Quay mà ăn thôi, không cần biết. Cái này đây. Rút hết xương ra luôn. Ừ. Anh tới giờ bữa nay anh về anh nấu mẹ. Được không đó? Được, ổn mà. Nhà nấu thì ấy chứ anh mày nấu đó thì anh mày ăn thôi. Cái lóc đồng thì phải nói ngon.
này mình bỏ một niêm mình đâu có bỏ mấy cái kia đúng không? Giờ chi nữa? Bỏ một niêm đường. Đường, muối. Muối nữa hả? Ít muối. Ngon lắm ta. Có cách nào khỏi thử mà biết ngon không? Trời ơi. Không biết. Thì canh cho nó vừa ăn mà khỏi thử luôn. Đường nữa hả? Có đường. Thôi đừng hỏi nữa. Rồi chứ nhỉ? Thêm nước trong lên phải không? À. Ừ. Nước mắm hả? Ừ. Ăn miếng à? Anh dẫn thêm lười lòi gì lòi nhỏ đi anh đi bưng xong nước vô chuẩn thịt cái lòi nhỏ nó luộc học dịch. Cái lò củi á. Nước sôi chưa? Anh bưng vô anh bỏ thịt vô muỗng nè. Anh có cái bỏ chưa? Nè, nè cái đây là công đoạn chiên thịt để mà bỏ vô đây để người ta biết mà. Sau khi ấy thì chị chúng ta lại vớt ngải cứu ra quay lên ngại mình yêu không gì lắm chị cho đi lắm năm giờ bây giờ không quay được nó sợ không thiệt. Cái này là mới ngọt nè. Tôi thấy ngại quá. Không có, lợn thấy thiệt mà. Thịt kho hộp vịt. Này phải ủa vậy là nấu hả? Nấu sơ hả không? Luộc xong rồi thấy nước đúng không? Đổ nước vô. Ướp cho nó thấm. Rồi sau đây là công đoạn kho. Nếu nó sao ục lên. Ủa có mày bắt gái bánh chưa Lâm? Đấy. Luôn bỏ miếng chuối vô
Được rồi. Nó để cái lò than nó nóng lắm. Nó mới nhấn giá. Nó mà nó đâm ra nó giảm. Nó nhỏ cho ba con.